Ok, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nguyễn Tạc Jimmy của mình. Rồi, ok. Thì như mình đã nói hồi nãy, mình cũng vừa test iHaki xong và mình đã đăng clip rồi. Cho nên nếu các bạn nào xem được clip này của mình mà chưa xem cái clip iHaki á, thì có thể vào kênh mình hoặc là tìm tìm đơn giản là bình luận game Nguyễn Tạc rồi iHaki đơn giản thôi là nó sẽ ra. Rồi, ok. Các bạn nhớ xem clip của mình đầy đủ và cập nhật đầy đủ cũng như ủng hộ subscribe kênh và cái link vô quảng cáo ủng hộ mình nha. Rồi. Này mình vừa ra xem thì cái kênh mình nó đạt là lượng subscribe rất là đẹp, con số rất là đẹp nha các bạn, 1777, bàn số 7 rất là tuyệt vời. Đấy, cho nên mình mong các bạn, mình cũng trước tiên mình cảm ơn các bạn trong mấy ngày qua ủng hộ mình rất là nhiều. Đấy, mình mong là các bạn luôn ủng hộ mình như thế và cái lượng subscribe nó sẽ còn tăng nữa, 1777 rồi là tới 1800, 1900, 2000. Đấy, con số 2000 rất là tròn và đẹp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thằng Kakuhaki. Đây, Kakuhaki. Đây, thằng này thì bên lúc trước mình nick Jinmi Kisame của mình bên 106 máy mình cũng đã test rồi. Đây là Kakuhaki. Đấy, tên là Kaku. Ông ấy có liên hệ gì với ca nước, ca nước gì đâu mà lại có chữ ca. Ca sĩ nữa hay là ca sĩ. Rồi, nói về kỹ năng thường nó có một cái tiếng hơi khó đọc đó là Rankiaku Hakurai. Rồi, thì chiêu khá là dài nên mình cũng không để ý. Dài quá đọc mệt. Ôi giời, chiêu nọ dài bạo nữa. Nó tên là chân Amane Dachi. Rồi, nói chung thì các bạn chưa hiểu là nó đá người ta, nó đá người ta. Rồi, ok. Còn nói về cái trái ác quỷ, đáng ra thằng này phải có trái ác quỷ. Đó là một trái Uchi Uchi, đó là trái về động vật hươu cao cổ. Có vẻ như trong một lần đi chơi sở thú, chơi sở thú thì vô tình thấy hươu cao cổ nó đang muốn ăn cái trái đó nên anh ấy ăn thử và cuối cùng thành hươu cao cổ luôn. Hay là nói chung thì cứ mặc kệ đi, mình chả quan tâm nữa. Bây giờ mình sẽ đánh cái con Keep You này. Yeah, bài này có một con thú cưng trên vai nha các bạn. Buộc tóc rất là đẹp. Đấy, mặc đồ rồi cũng rất là sexy. Nhưng mà sexy thì cũng không đánh lừa được mình. Mình Kaku với lại chính đồ của mình nó có ba cô gái, hai cô gái đẹp đây rồi mà. Nên không có mê con nào nữa hết. Giờ mình sẽ vào chiến ngay thôi. Kaku này mạnh lắm nha các bạn. Yeah, kìa chưa? Đá ra những cái tia sáng hơn nửa máu rồi kìa. Khủng khiếp chưa, có cả thiệt vô giảm tấn công rồi. Thế thì đội nó thua chắc rồi. À, có nọ nè, bóp nọ lên phầu phát nhói xương nè. Ui, giờ các bạn thấy chưa, sức mạnh khủng khiếp của hươu cao cổ. Ai nói hươu cao cổ chỉ biết ăn cỏ nào, hươu cao cổ nó đá cỡ đó đó, nó xoay phi tiêu cỡ đó đó. Rồi sao em, sao em, sao những cái con này nó lại có cái con rắn ở trên cổ hết nhỉ? Có phải, ui anh, tôi chết rồi. Có phải khi mà không nghe lời gì thì con rắn nó sẽ siết cổ chết không? Rồi, nói về thằng Kaku là đứng vũ khí nha các bạn, cho nên rất là mạnh. Mà nó là mạnh cực kỳ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến đánh một cái thằng nó lạ đi. Cu đen đi, đánh cu đen tay gấu này coi nó làm sao. Thằng Kaku này thì nó đánh cái hình này, hình chữ X. Đó, cho nên bây giờ hiện tại chỗ này là éo xuống là X nè. Còn chỗ này nữa, cho nên nó sẽ đánh được ba thằng này nha các bạn. Rồi, tuyệt vời. Ai đã đấm hả? Đấm à? Ui giời, chiêu mạnh khủng khiếp luôn á. Anh cu đen có vẻ như không có thể hiện được gì thì anh ấy đã đang run sợ rồi. Run sợ sao mà cái tay nó run run kìa các bạn ơi. Ôi có nọ thì hai kia chắc queo rồi. Lao lao. Ui giời, xoay đẹp vãi đó. Có cả thêm tăng chặn đòn nữa. Tí nữa mình sẽ để bên ngoài đi cho nó ăn chặn đòn. Ok. Rồi. Kakuma tính làm gì? À lộn, đây là Basita chứ mình nhầm. Ôi anh chỉ bắn được Tilagia cuối cùng rồi anh chưa? Tiễn dịch rồi. Rồi bye bye. Rồi anh chàng này thì cầm cái búa có chữ chịu thua. Chịu thua còn chưa biết chết đi nữa. Rồi, quá mạnh, phải nói là quá mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ lùi lại kiếm một thằng nào lạ anh đánh nha. Toàn là Basita thôi. Không biết cái phó bạn này bị gì mà sao Basita xuất hiện lắm nha. Ôi giời, thằng Hải Quân thôi. Có vẻ như, úi dạ, có vẻ như anh cu đen nó đang đặc biệt ở phó bạn này. Rồi, gặp lại phó bạn những người ngoài hành tinh. Yeah, giờ mình sẽ tháo đồ nhân vật chính. Ok, đây, như vậy nó sẽ yếu đi. Để cho tiêu điểm là Kaku thôi nha các bạn. Ái nha, lại có ba người bị dính đòn. Đây, Kaku chúng ta sẽ đánh bào ông này. Và ông này tên là Disco, đang nắm đấm tay. MC của trường đấu giá Samoni. Ông chú đứng sau. Cái gì? Ông chủ đứng sau là Doi Flamingo. À, vậy là thanh niên này làm việc cho Doi Flamingo à. Ghét. Những đứa nào liên quan đến Doi Flamingo là mình ghét. Để quá, mình ghét lắm. Ghét lắm. Quải. Sao mới đá cái chết queo hết rồi. Lòng.
Rồi, anh Nico của chúng ta đang mỉm cười, đang cười với khuôn mặt đểu. Học học theo đọc là mình giao chắc này. Với lại anh đang nắm đấm không biết làm gì. Đấy, chết chưa? Rồi, anh đang nắm đấm. Anh đang nắm đấm. Ui giời, cũng mạnh đó nhá. Tháo vũ khí ra rồi mà như vậy còn mạnh đó nhá. Ui. Rồi, Nico. Ui dạ. Chiêu gì thế em? Chiêu gì mà ghê thế? Em tự phát nổ à? Vậy đấy. Rồi, mình sẽ đánh người ngoài hành tinh. Đây là người ngoài hành tinh Sandrower. Cho rằng các bộ tộc khác đều đê tiện. Rồi, đê tiện. Không cần đọc nhiều nữa, đọc cái đó là thấy ghét rồi. Rồi, bắn súng, chơi xấu hả em? Đọc tới cái dòng mà cho người ta đê tiện là mình không thích rồi, cho nên mình phải giết ngay. Già cả rồi, chống gậy rồi mà còn muốn vô trái đất xâm 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 chiếm trái đất hả? San rồi mình đã tiện nó về hành tinh của nó rồi. Mình rất là nhanh gọn lẹ tiện nó về mà không cần mình giúp nó. Ui đầu rồng hả? Vậy rồi phao cái đây bành xác. Mình đã tiện cái ông đó về mà giúp cho ông không không cần phải dùng đĩa bay mà về đĩa bay thì cho nó lâu cũng tuy là tốc độ ánh sáng như nào nhưng mà cũng phải di chuyển đó các bạn. Đấy cà cù đá cái chết queo về luôn, tiện về thế giới cho nhanh gọn lẹ. Rồi bà này đánh ra đầu rồng nè, sau đây là màn phun đầu rồng của bà. Rồi phun đi em chua vậy đấy, không mất giọt máu nào thì phải. Con cô nít thảm nhất thôi, những con rồng nó chắc chắn là con rồng giả mạo này, làm sao mà rồng thiệt được. Ê, để coi đây anh chàng này là anh chàng gì, Zimbet hả? Zimbet bị xích còng cổ, nô lệ quý tộc, cũng là một bảo vệ mạnh giỏi gì? Giỏi dùng vòng pháo để tấn công. Cái vòng này là vòng gì ta? Theo mình biết hình như có một cái tập nào đó nó ghi là vòng tự phát nổ các bạn. Mà biết phải mấy thanh niên này không? Rồi vô nha. Ấy giờ anh kia cầm gì mà nặng nề thế? Ui nặng thế. Giờ anh giúp cho. Ui giờ chết thiệt luôn kìa. Đáng anh làm. Rồi anh xích tính làm gì đây? Ui anh xoay dây xích chứ anh chả làm được gì hết. Đáng ra nó phải buộc dây xích dài dài chúng nó mới đẹp. Rồi bye bye ra, đừng đừng có phao gì hết á. Em ui á. Sao nãy giờ gặp tang mấy bọn đánh đầu rồng không vậy? Ơi hồi nổi lên. Rồi có nọ rồi, anh kiếm sĩ này sẽ hy sinh. Rồi chém được phát cuối trước khi chết. Đấy, các bạn thấy không, câu cổ của ca cô của chúng ta phao rất là đẹp đúng không? Lào lào, võ sĩ hải tặc mặc quần rách đi giúp Lào, đáng là lòng. Rồi một suốt. Ui đấm lửa, cú đấm lửa à, đấm lửa hả em? Ơi ok. Lùi lại thêm đánh vài phát nữa các bạn. Ui, thành hình viên mới. Đây là con Motobaro, hình như là cái con chở Luffy đi chỗ kia phải không ta? Mình cũng không biết nữa nhưng mà mặt khá sầu đời. Sinh ra trong thôn của Duver, do tính cách bạo ngược thường gây rắc rối cho mọi người nhưng lại chỉ thích mình Duver. Rồi, chúng ta sẽ đánh xem thử anh chàng này thế nào nha. Hút người ta quá. Ui. Bò tóp gì mà không hút mà hơi thở ra cái hơi thở hôi hám là sao nhờ? Nó hơi khó hiểu gì ở đây. Rồi, không biết một phao của Kaku chết không biết. Ôi không chết, khá mạnh khá mạnh, đúng là trâu bò. Trâu bò thì rất là trâu bò. Ê chà, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng hé một nụ cười các bạn ơi. Khuôn mặt này khá giống Doflamingo. Rồi, tuyệt vời. Chưa xem được skill gì của anh ta thì anh ta được chết rồi. Rồi, mình sẽ đánh cái người tiếp theo, đây là Tansui. Tóc tai bù xù, nên tên là Tansui. Ở trần, đeo cái dây chuyền giống như Sharingan. Một tên trong băng kỵ sĩ cá chuồng. Vì để mai phục hoàng mỹ, thường không mặc quần áo. Đặng lòng. Mai phục hoàng mỹ không mặc quần áo hả? What? Anh đúng là lạ đời, lạ đời quá. Ôi là một thanh niên cầm súng nữa. Ui dồi, ui lời đáng lào cà cầu đá cả chạch quèo. Rồi anh trưởng, anh trưởng anh cả trang ghê quá, anh trưởng người ta có cả sai tinh gan vòng cổ nữa mà. Rồi banh xác luôn, trang thiệt á. Có bạn này đánh 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 mà nó cứ bị vậy. Rồi mình sẽ tháo bớt đồ của Kaku, tháo vũ khí của Kaku ra. Chết rồi, giờ không biết cái nào của Kaku, cái nào của kia chứ. 68 hình như của Kaku sao á. Rồi đúng rồi, chắc vậy. Rồi giờ mình sẽ đánh lại cái con Motobo này đi. Rồi đánh thằng khác đi. Mako hả? Ủa sao tên giống Mako vậy? Một tên trong băng kỵ sĩ cá chuồng, thích nhìn chậm người cá và cuộc sống của họ. Wow, đây là một tên biến thái. Karate người cá luôn, giống Jim Bell. Nhưng mà tên Mako ăn cắp bản quyền là mình không thể nào mà tha thứ được rồi. Yeah, giết. Giết ngay vào luôn. Rồi để xem anh tung karate như thế nào. Ui à, anh đấm. Anh chỉ biết đấm mà thôi. Tóc tai anh cũng khá ngáo đá. Rồi có xăm một cái chữ gì trong quần nữa nè.
đang lòng chữ gì, chữ gái đúng không? Thấy thích gái rồi, không chết đâu, tháo vũ khí ra rồi. Yeah, có nổ hai em rồi, coi em bao nhiêu thế. Ui dạ, ui thì kia là chiêu đá đè, cãi thầy là đá đè, mình có cãi ở đâu mà sao bị đá đè trời. Rồi để xem anh Marco này anh phong như thế nào nha. Ui điện 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 màu cam, mình chưa thấy cái điện nào mà nó màu cam, nó lạ đời. Có cả võ sĩ hai tạc đâm ra cú đấm lửa nữa. Ui bà này thì chơi thay thánh giá. Ui ta là nhân vật lạ mặt không, đấm đấm đấm, anh chỉ biết đấm mà thôi. Rồi anh banh xác luôn, mình thấy nó giống là khá là giống người cá, giống như Jim Bell các bạn. Rồi còn ba tên, một tên là đầu bếp, một tên là võ sĩ và một tên là kiếm sĩ. Rồi đá đè, mình không hề cãi thầy mà rồi sao lại bị đá đè nè, mình rất là ngoan nghe lời thầy lắm đó. Rồi tuyệt vời, nãy giờ thấy mình thấy tụi nó chả đam được tụi mình, đứa nào méo máu rồi hết là sao, khó hiểu nha. Banh xác ra con kiếm sĩ, lộn đấu sĩ. Rồi còn một mình em thôi đó, kiếm sĩ. Em cầm cái kiếm to quá mà em làm màu nữa làm gì ấy, không chết, không xin nhê, không xin nhê, không xin nhê. Hồi máu lên đầy máu lại rồi chút bật, hiện tại là ui tay nắm đấm nữa, lao tay nắm đấm mà cầm kiếm nữa, đeo cả bông tai, có cả bông tai. Ủa thật chết rồi, chưa kịp bình luận gì cả. Ok thôi, test đơn giản thôi chứ ca cu này mình cũng test rất là nhiều rồi, giờ mình mang vũ khí lại cho nó đã. Rồi mang cho đúng chứ không là chết. Ủa cái nhẫn đâu, nhẫn là của nó ta, ma khí nè, nhẫn này. Rồi ok, rồi chắc vai. Ủa sao lật chiến giảm vậy. Rồi mà đây mình đeo ai vô lại luôn. Rồi để lại cái trận hình này cho ổng luôn, ổng đang chơi trận hình này. 998k gần triệu. Ok vậy là sao, hôm nay mình đã test được hai con tướng đó là Kakuhaki và Aihaki. Rồi hai con này mình đã test rồi, nhưng mà mình sẽ test lại cho các bạn xem, một số bạn chưa xem được á. Rồi các bạn nào có xem rồi thì cũng không sao, xem lại có sao đâu, mình bình luận lại thì cái video nó sẽ khác rồi. Rồi ok, mong là các bạn xem clip mình cũng nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh, đặc biệt là thích vô quảng cáo nhiều nhiều ủng hộ mình nha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn buổi sáng tuyệt vời luôn, và học hành thì chăm ngoan chăm chỉ, ai đi làm việc thì làm tốt. Rồi ok, tạm biệt các bạn nha.